Chào các em, hôm nay chúng ta ôn tập để kiểm tra thi học kỳ 2, môn công nghệ 11. Thi học kỳ 2, môn công nghệ 11 thì thầy sẽ cho chúng ta thi gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm thì gồm có 14 câu, 7 điểm. Phần thứ hai là phần tự luận, thầy sẽ cho thi là 2 câu, 3 điểm. Như vậy, các em sẽ tìm hiểu bài thi đầu tiên. Bài thi đầu tiên là các em tìm hiểu. Là bài hai mươi sáu. Chúng ta tìm hiểu bài thi đầu tiên là bài 26, là bài hệ thống làm mát. Hệ thống làm mát thì các em xem lại nhiệm vụ và phân loại của hệ thống làm mát. Giờ các em xem hệ thống làm mát bằng nước, cấu tạo và nguyên lý làm việc của nó. Và cái hệ thống làm mát bằng không khí, cấu tạo và nguyên lý làm việc của cái hệ thống làm mát bằng không khí. Thì ở bài hệ thống làm mát thì thầy sẽ cho các em thi khoảng 3 câu trắc nghiệm. Khoảng 3 câu trắc nghiệm. Thì bài hệ thống làm mát bằng nước thì các em xem coi hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cứng bức. Thì giờ khi nước khi nước mà nếu mà còn thấp hơn giới hạn cho phép, nếu mà nhiệt độ của nước mà thấp hơn giới hạn cho phép thì cái van hàn nhiệt nó làm nhiệm vụ việc gì? Rồi nếu mà nhiệt độ của nước mà sắp xỉ giới hạn cho phép thì cái van hàn nhiệt làm nhiệm vụ gì? Hay là nước mà vượt quá giới hạn cho phép thì cái van hàn nhiệt nó làm nhiệm vụ gì? Thì các em xem là nguyên lý làm việc của cái hệ thống làm mát bằng nước. Hay là hệ thống làm mát bằng không khí? Hệ thống làm mát bằng không khí thì theo các em ở xe gắn máy của chúng ta, cái bộ phận nào để hướng gió vào để làm mát động cơ? Hay là trong cái hệ thống làm mát tuần hoàn cứng bức, bộ phận nào để đưa nước vào để làm mát động cơ? Hay là bộ phận nào để làm mát động cơ? Thì như vậy các em sẽ xem cái cấu tạo của cái hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cứng bức ở hình 26.1 và cái nguyên lý làm việc của nó. Đó là bài 1. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu bài thứ hai. Là bài 30. Là bài hệ thống khởi động. Bài hệ thống khởi động thì các em cũng xem nhiệm vụ và phân loại của cái hệ thống khởi động. Nhiệm vụ của hệ thống khởi động làm nhiệm vụ gì? Và phân loại thì chia ra làm mấy loại? Và hệ thống khởi động bằng động cơ điện thì các em xem cấu tạo và cái nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Thì cấu tạo của hệ thống
Khởi động bằng động cơ điện thì các em xem hình 30.1 thì gồm có các bộ phận nào? Ở hình 30.1 thì các em xem cấu tạo của nó gồm những bộ phận nào? Và cái nguyên lý làm việc của cái hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Thì ở bài 30 là hệ thống khởi động, thầy cho các em trắc nghiệm, thi trắc nghiệm khoảng 4 câu. Khoảng 4 câu. Như hệ thống khởi động bằng động cơ điện thì theo các em mình sẽ sử dụng loại động cơ điện nào? Và trong sơ đồ cấu tạo của cái hệ thống khởi động bằng động cơ điện thì các em cần xem các cái bộ phận chính của nó. Cần xem các bộ phận chính của nó. Như động cơ điện, khớp chuyền động, lò xo, thanh kéo, cần gạt, lõi thép, vân vân. Các em phải xem kỹ cấu tạo của cái hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Và ở cái hệ thống khởi động bằng động cơ điện, khi em mở khóa khởi động hay em tắt khóa khởi động thì nó sẽ có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Ngắt dòng điện hay là ngưng hoạt động của động cơ? Thì các em xem kỹ. Khi tắt khóa khởi động thì nó có tác dụng gì hay là không có tác dụng gì? Hay là khi em tắt khóa khởi động thì cái bộ phận nào nó quyết định để đưa các cái bộ phận điều khiển này nè trở về vị trí ban đầu, thì đó là các em xin thêm. Như vậy các em phải càng tìm hiểu kỹ cấu tạo và nguyên lý làm việc của cái hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Tiếp theo là bài 3. Bài thứ 3 mà các em cần tìm hiểu là bài 32. Là bài khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong. Thì thầy sẽ cho các em thi trắc nghiệm gồm có khoảng 3 câu hỏi. Thì bài 32 là bài khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong. Thì các em sẽ tìm hiểu về vai trò, vị trí của động cơ đốt trong. Và cái nguyên tắc chung về ứng dụng của động cơ đốt trong thì các em tìm hiểu sơ đồ ứng dụng. Sơ đồ ứng dụng và cái nguyên tắc ứng dụng của cái động cơ đốt trong. Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Thì nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong thì các em tìm hiểu về tốc độ quay, về công suất của động cơ, ứng dụng công suất của động cơ. Về sơ đồ ứng dụng thì các em tìm hiểu động cơ đốt trong thường sử dụng động cơ nào, hệ thống truyền lực của nó như thế nào. Như vậy ở bài 32 các em cần xem như vậy cái bộ phận, tức là cái sơ đồ, sơ đồ của ứng dụng động cơ đốt trong, sơ đồ ứng dụng động cơ đốt trong, hay là cái bộ phận mà trung gian giữa cái động cơ đốt trong với cái máy công tác, hay là các khớp nối để truyền từ động cơ cho tới máy công tác.
Hãy các em xem cái vai trò vị trí của động cơ đốt trong. Nó có vai trò như thế nào? Và nó là nguồn động lực được sử dụng phổ biến ở đâu? Hay là trong các lĩnh vực gì? Hay là động cơ đốt trong hệ thống truyền lực, máy công tác khi làm việc bình thường thì công suất của động cơ đốt trong như thế nào so với công suất của máy công tác? Đó là bài thứ ba mà các em cần tìm hiểu. Và bài thứ tư mà các em cần tìm hiểu là bài 21. Ok, các em cần tìm hiểu là bài 21. Bài 21 là bài nguyên lý. Bài 21 là bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Bài 21 là bài nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Thì bài 21 nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong thì quá gần gũi. Nên như vậy các em phải xem lại một số khái niệm cơ bản nè. Và nguyên lý làm việc của động cơ bốn kỳ thì gồm có động cơ diesel bốn kỳ và động cơ xăng bốn kỳ. Và nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ thì gồm có động cơ xăng hai kỳ và động cơ diesel hai kỳ. Như vậy bài 21 nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong thì thầy cho độ khoảng 4 câu trắc nghiệm. Thì các em xem lại cái chu trình làm việc của cái động cơ đốt trong như thế nào. Rồi các em phải nhớ là động cơ đốt trong, động cơ bốn kỳ, về cấu tạo của động cơ bốn kỳ, bốn kỳ về cấu tạo của nó. Như các em thấy sơ đồ chu trình làm việc của động cơ diesel bốn kỳ này, thì một là gì? Trục phễu, hai thanh truyền, ba piston tông, bốn xi lanh, năm ống nạp, sáu là xúc bắp, bảy là vòi phun, tám là ống thải, hay là chín là xúc bắp thải, sáu là xúc bắp nạp. Xúc bắp nạp. Vậy các em phải xem lại cái cấu tạo của hình 21.2. Hay các em cần phải xem lại nhiệm vụ cần phải xem lại nhiệm vụ của xúc bắp làm nhiệm vụ gì, để biết tông làm nhiệm vụ gì, thanh truyền làm nhiệm vụ gì, hay là trục phễu làm nhiệm vụ gì, hay là ở động cơ bốn kỳ thì trong một chu trình làm việc thì xúc bắp nạp mở mấy lần, xúc bắp thải mở mấy lần, hay trục cam quay mấy vòng và trục phễu sẽ quay mấy vòng, thì các em xem lại. Và tiếp theo là các em xem kỹ lại là bài 33. Tiếp theo ha, các em xem là bài 33. Bài 33 là bài động cơ đốt trong dùng cho ô tô. Thì bài động cơ đốt trong dùng cho ô tô, thầy sẽ cho các em kiểm tra tự luận
Thầy sẽ cho các em kiểm tra tự lần là bài 33, là bài động cơ đốt trong dùng cho ô tô. Thì các em xem coi đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho ô tô như thế nào và cách bố trí như thế nào. Thì bố trí ở đầu ô tô thì có ưu nhược điểm gì, và bố trí ở đuôi ô tô thì có ưu nhược điểm gì, và đặc điểm của cái hệ thống trường lực. Thì các em xem cái nhiệm vụ của hệ thống trường lực, phân loại, cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của cái hệ thống trường lực. Thì cấu tạo chung của cái hệ thống trường lực thì có sơ đồ cấu tạo như thế nào, và bố trí cái hệ thống trường lực trên ô tô như thế nào. Nếu mà bố trí động cơ ở đầu xe, cầu sao là cầu chủ động, thì bố trí gồm có các cái bộ phận nào: động cơ ly hợp, hộp số, trường lực cắt đăng, trường lực chính, bộ quy sai, cầu sao là cầu chủ động. Còn về cách bố trí mà nếu mà động cơ mà đặt ở đuôi ô tô mà cầu đuôi ô tô mà cầu sao là cầu chủ động, thì mình cần phải bỏ bộ phận nào. Và các em xem cái nguyên lý làm việc của cái hệ thống trường lực, nguyên lý làm việc của cái hệ thống trường lực trên ô tô, nguyên lý trường lực trên ô tô. Giờ các bộ phận chính của cái hệ thống trường lực trên ô tô thì như các em biết là sơ đồ cấu tạo của cái hệ thống trường lực, sơ đồ cấu tạo của hệ thống trường lực là động cơ nè, ly hợp nè, hộp số nè, truyền lực cắt đăng nè, truyền lực chính nè, truyền lực cắt đăng, truyền lực chính nè, bộ vi sai nè, bộ vi sai nè. Rồi tới bánh xe, tới cầu sao, tức là tới bánh xe chủ động, tới bánh xe chủ động. Như vậy chúng ta xem các bộ phận chính của hệ thống trường lực, như ly hợp, nhiệm vụ của ly hợp là nhiệm vụ gì, nguyên lý làm việc ra sao, hộp số cũng vậy, nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của cái hộp số như thế nào. Và ở hộp số để lùi, tức là có số lùi, thì hộp số phải bố trí các bánh răng như thế nào, bánh răng như thế nào. Rồi truyền lực cắt đăng, truyền lực cắt đăng, truyền lực cắt đăng thì có nhiệm vụ như thế nào. Rồi truyền lực chính, truyền lực chính, truyền lực chính thì có nhiệm vụ như thế nào. Và bộ vi sai có nhiệm vụ như thế nào, và nguyên lý làm việc của cái bộ vi sai, nguyên lý làm việc của bộ vi sai. Như các em xem thấy câu hỏi, nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô, hay câu thứ hai nêu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống trường lực trên ô tô, câu hỏi thứ ba trình bày sơ đồ cấu tạo, trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống trường lực trên ô tô, thì trình bày các bộ phận chính, trình bày các bộ phận chính của hệ thống trường lực trên ô tô, trình bày các bộ phận chính của hệ thống trường lực trên ô tô. Như vậy ở bài 33 là bài động cơ đốt trong dùng cho ô tô. Bài động cơ đốt trong dùng cho ô tô. Thì thầy sẽ cho các em làm bài thi tự luận với hai câu. Với hai câu. Trong đó có một câu vận dụng cao. Vận dụng cao. Là câu này sẽ chiếm là 1 điểm.
Câu này sẽ chiếm 1 điểm. Thì tiết ôn tập để chúng ta kiểm tra thi học kỳ 2 của môn công nghệ 11 đến đây hết. Thầy chúc em làm bài thi đánh giá cuối kỳ 2 thật tốt.